tri ân thầy cô nhưng là phiên bản Pro Max. Hai cựu học sinh lái siêu xe về thăm trường, tặng thầy cô sương sương tượng Bác Hồ mạ vàng đầy ấn tượng. Tháng 11 là tháng tri ân, uống nước nhớ nguồn và là cơ hội tuyệt vời để gửi những lời cảm ơn đến người thầy, người cô đã từng dìu dắt chúng ta. Mới đây, một màn tri ân đã gây chấn động cõi mạng đến từ trường Trung học Phổ thông Lê Viết Thuận, Nghệ An, khi hai cựu học sinh cưỡi siêu xe về thăm trường cũ. Ai cũng biết tình cảm mới là quan trọng nhất trong chuyến đi này. Nhưng để có thể bày tỏ hết nỗi niềm, hai anh đã tặng một món quà nhỏ nhỏ cho nhà trường. Cụ thể, đó là một bức tượng Bác Hồ, nhưng lại được mạ vàng chói cả mắt. Không biết hai anh mở màn cái chen này rồi thì có ai đu được nổi hay không? Chứ đẳng cấp thế này thì đỡ sao nổi đây. Nhiều người âm thầm để lại cảm nghĩ ở phần bình luận như sau. Cũng là cựu học sinh mà sao người đang viết cái comment này, nó lạ lắm. Quá khét, học sinh trường người ta mãi đỉnh. Người ta vẫn nói món quà ý nghĩa nhất dành tặng thầy cô chính là tấm lòng. Vì không có đôi siêu xe tiền tỷ như người ta, nên tôi cũng xin là xin chúc thầy cô mãi mạnh khỏe. Đó là món quà đỉnh cao nhất rồi còn gì, phải không mọi người? Đừng quên nhấn theo dõi kênh và ủng hộ thật nhiều cho Tán TV trong những video tiếp theo nha.